Mỗi lần mà ổng online thì cổ make up cho ông này, đúng không? Dạ, chú Phật nói là đúng, rất đúng luôn, tại vì con khoái make up nữa kìa. Ở nhà make up cho ổng là chính. Bắt đầu gặp ở ngoài thì chất lượng hơn nữa. Đẹp hơn không? Gọi mở hơn, ý là khởi mở đó. Trên Facebook thì đi vợ con ấy, mặc đồ kín đáo lắm. Có họ hàng gì hết, nhưng mà gặp ở ngoài thì ý là cái phần sexy là chỉ có cái con đó. Tìm đó là sao? Mà đi đồng phòng thì không làm được gì, không uống bia, uống rượu thì phải có uống được một lon, hai lon là con say rồi. Về là nằm luôn, là đi đồng phòng là... Bữa đó con có xỉn không? Dạ không. Tại con uống được nhiều lắm. Tự nhiên có game sẵn. Tiên là xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Con tên là Trần Khắc Phát. Dạ, con năm nay 34 tuổi. Dạ. Con đang ở Đồng Nai. Dạ. Công việc con kinh doanh online thôi. Con nuôi trồng đông trùng hạ thảo xong rồi con bán online. Con cưới nhau được 8 năm rồi. Rồi, mời con. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Thúy, năm nay con 31 tuổi. Công việc của con là make up. Chắc là cô này ở nhà, mỗi lần mà ổng online thì cổ make up cho ông này, đúng không? Dạ, chú Phật nói là đúng, rất đúng luôn, tại vì con khoái make up nữa kìa. Ở nhà make up cho ổng là chính. Gì hả? Con hay dạy gá xong mình đóng mấy cái TikTok mà để quay quảng cáo sản phẩm hay gì đó. Gì hả? Con là thích cái kiểu đó. Ra đường là hầu như là mọi người sẽ bị lạc, là giống như vợ con sẽ có tính cách là người nam hơn, con lại tính cách nữ hơn. Nữ thôi chứ không phải đàn bà. Rồi sao, rồi sao gặp nhau hay vậy? Qua một người bạn giới thiệu. Bạn của con là người anh của vợ con, là người anh ngoài đường thôi, nhưng mà giới thiệu cho con trên mạng á, giới thiệu Facebook á, là thấy hai đứa hợp nhau giới thiệu. Nhưng mà thời gian đó thì con chưa muốn làm quen. Rồi sau là bắt đầu mới mình nó rảnh rỗi á, mình mới thoải mái, bắt đầu mình nhắn tin thử, bắt đầu mới hẹn ra quán cà phê. Ăn uống. Và lúc đó con làm make up chưa? Dạ lúc đó con chưa, con chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Lần đầu tiên con gặp anh này con thấy anh đẹp trai không? Dạ không, gặp kiểu mà ổng nhìn kiểu ăn chơi á con. Chứ không có máy máy hả? Dạ không, không có máy máy. Nhìn không, kiểu anh men lắm. Nhìn kiểu như đàn ông điểu cán. Con thì sao khi mà gặp cổ ngoài đời? Con nhìn trên hình Facebook á thì con thấy cái nét mặt với cái ngoại hình là con thích rồi. Thứ nhất là cao tầm 1m60 mấy, 1m67. Với khuôn mặt như vậy là con đã thích thú rồi. Đầu gặp ở ngoài thì chất lượng hơn nữa. Đẹp hơn luôn. Cởi mở hơn, ý là cởi mở đó. Trên Facebook thì thị vợ con ấy mặc đồ kín đáo lắm. Không có họ hàng gì hết, nhưng mà gặp ở ngoài thì ý là cái phần sexy là cái con thích hơn nữa. Quen tầm 3 ngày thôi. Cái ngày đầu tiên là gặp nhau quán cà phê, xong rồi con dẫn đi karaoke. Thể hiện tài năng. Tại ổng thích hát cho nên là ổng muốn thể hiện tài năng đi cô gái. Rồi khi mà ổng vô ổng hát karaoke thì hay không con? Dạ hay. Thì tới ngày mùng 2/9 là có một cái dịp gọi là lễ để về quê. Thì quê vợ con ở dưới Bến Tre. Ngày đầu tiên gặp á, ngày hôm sau á là bắt đầu con hỏi là bây giờ ăn cơm chưa? Em đang nấu cơm. Vậy hả? Vậy cho anh một miếng cơm được không? Thế là mình thử xem có tài năng nấu cơm nó cỡ nào. Rồi sao nữa nè? Thì bắt đầu là xin cơm thì mang muối cơm nó ngoan ngoan. Con cũng muốn thành bên là ba món ăn với một phần cơm. Thì con bắt đầu con chia cho anh em trong tiệm ăn luôn. Đánh giá. Ngon quá phải không? Thì con nói là vậy là đúng cái người mà tìm bao lâu nay rồi. Thứ nhất là ngoại hình, thứ hai là khuôn mặt, thứ ba là cái tính tình hiền hòa và nấu cơm giỏi là con. Mà sao con nhẹ dạ vậy? Cơm nấu có nhiêu đó cho mình ăn, nó xin cho cả tiệm, coi như con ghét hết con đường. Bữa đó con ăn cái gì? Dạ con cũng có ăn mà, nhưng mà tại tính con cũng thoải mái nấu nhiều lắm. Ăn ngon quá thì bắt đầu là mùng 2/9 là mình về nhà quê vợ để xem ba má vợ với anh em làm sao. Hôm đó là con bị một đám bạn nó chơi con luôn, một đám nó ngồi nhậu thì con có một hình xăm nhỏ trên ngực thôi. Thì ngồi nhậu ở dưới vườn dừa mát mẻ lắm, thì một đám nó cởi trần hết ra luôn. Con cái hình xong thì con gặp người lớn thì con lại sợ nên con không dám cởi ra. Và ba của Thúy có gọi là nói là thằng đó là chắc có cái gì trong người hay gì đó nguy hiểm rồi. Không dám như thế quá. Nhưng mà mẹ Thúy đã thích. Tại ba con khó tính lắm. Nhưng mà trong đám bạn đó thì ba con có chọn ai ngoài anh này không? Dạ không, tại bạn học con nó lôi trôi lắm, nó không có trưởng thành. Còn ông này thì biết cách nói chuyện hơn, chững chạc hơn. Chứ ông cũng phải tạo nét. Qua cái ngày mà 2/9 đó về là con đã ưng rồi, là con quyết định cưới rồi. Dạ 4/9 là tới luôn, nhưng mà lúc đầu con gọi cho mẹ con, con ở bên nước ngoài thì mẹ con mua nhẫn cưới liền luôn. Tôn giáo ở bên đạo Chúa nên phải đi học đạo xong rồi. 6 tháng sau là mẹ con là con theo đạo ạ. Dạ, con theo đạo cũng 6 tháng sau là cưới luôn. Thôi ngứa mồm ngứa miệng quá. 4/9 là hôn chưa? Dạ hôn thì có hôn rồi. Cái nụ hôn đầu tiên là ngày mấy? 4/3 gì luôn. Dạ. Thế bởi vì mới hỏi 4/9 đó. Hả? Con hiền lắm, con kiểu như là nhẹ nhàng lắm. Con như là con làm hết trò luôn rồi. Rồi sau 6 tháng sau cưới. Dạ. Mẹ có về dự đám cưới không? Dạ mẹ con về. 6 tháng sau là mình con học đạo xong. Hai đứa nhanh vậy. Vậy thì có đi vượt quá giới hạn không? Đối với con cái chuyện đó thật sự á cũng không có gì là quan trọng hết. Con lại để cái chuyện đó ngày hôm đó đi, nó sẽ hay hơn. Hay quá. Như vậy là để cho cái đêm động phòng đúng không?
đêm đó làm sao? Nhưng mà đêm đồng phòng thì không làm được gì, con uống bia uống rượu thì xin say, tại con uống được một lon hai lon là con say rồi, về là nằm luôn, là đêm đồng phòng là bữa đó con có xỉn không? Dạ không, tại con uống được nhiều lắm, tự nhiên có ghen sẵn. Là đi chơi á, đi chơi là con khỏe lắm, ví dụ như bạn bè con cứ qua mời con một ly, nói mày uống bao nhiêu chứ vợ tao uống 100 đó, đứa nào mời là qua là đưa vợ ra uống là nó sợ luôn. Bố mẹ chồng về Mỹ lại thì vợ chồng con mới có là đêm tân hôn chính thức. Như vậy là bố mẹ chồng là 3-4 ngày sau là bố mẹ chồng về hả? Dạ khoảng một tuần sau. Trời nó trời thương tụi nó ghê. Đâu con kể cái thời gian con mang bầu đi sanh rồi chồng con hỗ trợ gì con? Đứa đầu thì có mẹ con hỗ trợ, mà đứa thứ hai thì trúng cái đợt dịch đó. Lúc đó đẻ con trai trước, đứa con gái sau, trai con được 2 tuổi rồi, thằng đó nó theo con suốt à. Con vừa vệ sinh cho vợ đẻ mổ, rồi vợ sinh thêm cái đứa mới sinh ra đời nữa. Rồi thằng trai luôn, thằng con trai luôn. Đúc nó ăn, nó mới 2 tuổi lo nó ăn từng ly từng tí. Là trong bệnh viện hả con? Dạ, trong bệnh viện đó. Đâu con kể cái cảm nhận của con lúc đó, nói cho anh nghe coi lúc đó con sao. Mình cảm thấy là người vợ hạnh phúc nhất luôn. Tại vì nhiều người đàn ông con thấy đâu có lo cho vợ được như vậy đâu. Này vừa lo cho vợ vừa lo cho con. Hai đứa con luôn. Dạ. Mà con là sanh mổ cho nên cũng đâu có di chuyển gì được. Dạ đúng rồi, ngày đầu là con nằm im một chỗ mà. Không dạ. Mẹ, không cha, không một người nào vô ngoại trừ chồng dạ. Con vô là vô ở luôn đó. Dạ, lúc đó là không có được con sống một vô luôn à. Một phòng gì được một người. Chú nhớ lúc đó là có một số cái clip và con, mọi người rất con. Ủng hộ. Dạ, rất nhưng là mà những clip đó là ai quay cho con? Là y tá, ý là tao bất ngờ quá. Con cũng lâu lâu cũng quay lại lo con cái hay sao sao đó để chia sẻ cho mọi người để biết. Tại vì khi mà vợ mình mang nặng đẻ đau vì mình phải chịu trách nhiệm về điều đó. Thế mình phải vệ sinh cho vợ, rồi lo cho con cái của mình. Con là ra đường là bắt buộc là bế con và chăm sóc con. Còn vợ là đã đẻ nặng đau rồi khổ sở rồi. Hay quá. Như là yếu mình mà tại sao để người ta bế con rồi đi theo lục đục đục sau khi tội vậy. Có ông nào dè biểu chồng con không? Dạ có nhiều cái comment mà nói là trời ơi đàn ông mà đi làm mấy cái chuyện đó này kia. Nhưng mà khi con đọc những cái comment đó cái phản ứng con sao? Con bình thường, con lại mắc cười với người ta. Tại sao lại nói thằng đó đàn bà quá? Tại sao đi làm mấy cái chuyện vệ sinh cái chuyện đó tốt làm gì đâu? Tại vì con làm cái điều mà con hạnh phúc. Chú rất happy khi mà rất là đồng quan điểm với con trong cái việc gọi là chăm sóc con. Người vợ đi với mình cả cuộc đời thì lý do gì mà mình lại nghĩ là ủa là đàn ông thì phải kệ nó đi. Chuyện đó chuyện của vợ thế này thế nọ thế kia. Ta mong là cái quan điểm đó các bạn nên thay đổi. Bởi vì các bạn cứ thử bệnh một lần đi sẽ thấy không có bạn bè nào bên cạnh mình. Chỉ có vợ mình, cha mình, mẹ mình thôi. Cho nên mình thay đổi cái quan điểm đó đi. Thương vợ như bản thân mình vậy đó. Sau khi sanh á thì người phụ nữ rất là bị hao mòn thân thể. Cái chuyện mà chăm sóc vợ lại á là chuyện của mình. Sau khi sanh á là con lại giặt giũ. Với buổi sáng là con đi chợ con đi học. 10 giờ đêm con khi sau khi con ngủ rồi á, con cho con ngủ là con bắt đầu rửa chén. Là rửa chén lau nhà để sáng hôm sau là nhà sạch sẽ tương đốc. Hay quá. Bởi vì bây giờ hỏi nữa chị ơi. Nãy giờ hạnh phúc quá rồi. Không hỏi quá. Bây giờ thử hỏi này coi có tật xấu gì không con? Tật xấu thì chồng con không có nhiều lắm. Bừa bộn á, đồ quần áo cứ vứt lung tung khắp nhà. Mỗi lần bạn bè tới chơi là phải dọn 2 tiếng đồng hồ mới xong. Trời. Rồi ổng cứ nói là tại sao dọn dẹp mà cứ dọn lâu vậy? Đồ ổng không có bỏ một chỗ. Ví dụ lấy chỗ này ổng lại bứt chỗ khác. Quần áo thì cứ máng cái đầu này xong rồi máng cái ghế kia vậy đó. Rồi tiếp cái gì nữa? Có hay cọc. Hay cọc là vì lý do là nhiều khi là mình đi đám cưới, con là người luôn luôn là xuất hiện đầu tiên, ý là người giống như là nhiệt tình và nhiệt huyết lắm, ý là mà vợ con thì lại bị chập. Ổng có bị nói nhiều không? Dạ nói nhiều lắm. Ở nhà hay vợ chồng lúc mà rảnh là ổng cứ ngồi ổng nói. Ngồi ở đây cũng nói, coi phim cũng nói, làm gì cũng nói. Ông cứ kể chuyện liên thiên. Hai vợ chồng đi ăn sáng với nhau mà nói suốt với nhau chỗ ăn sáng á. Người ta nói, ủa hai đứa này mới yêu nhau hả, mới quen nhau sao mình thằng này nó nói với con này nhiều vậy. Nhưng mà con có trả lời lại không? Dạ có lâu lâu trả lời thôi chứ trả lời hoài mệt lắm. Thôi con đó con. Thôi con nè. Rất là chậm. Vợ con hay làm điều gì cũng phải được 10 điểm, 9-10 điểm. Giống ăn, nấu ăn, trang trí hay gì mà 9-10 điểm. Cầu toàn. Không thể nào, dạ cầu toàn. Tại ông ẩu quá cho nên ông thấy mình cầu toàn quá. Khi mà đôi khi đi công việc hay là hẹn đám cưới cuối cùng tới nơi 7 giờ phải có mặt rồi, mà cùng tới nơi là 7:30 đô vô đầu giống như là mình là cái gì đó để người ta nhìn chú ý là khi giống như vừa đét mà giống như đi sao đi tới vậy đúng không? Hôm đó dì con bên nước ngoài về thì dọn ở nhà thì hôm đó khuya rồi, dì con báo về bất ngờ thì khuya đầu 12 giờ là vợ con dọn tới sáng luôn. Sót vợ nữa. Bây giờ em làm như vậy rồi dì về rồi thì nhìn thấy mặt mũi bơ phờ hay mặt đau hoang tàn thì thấy ghê quá bà đi. Cái gì mà phải làm chia cố vậy, cứ làm vừa vừa thôi. Xong nó bực quá con vô dọn là con cỡ nào cỡ con vô dọn nó làm hồi cũng dọn lại.
Rồi con biết cái đó nó vô là bản tính, bản năng luôn á. Nó là trong máu rồi con ơi. Cái tiết tấu với cái tốc độ nó làm là phải vậy. Chứ còn nhanh hơn xíu nó bệnh. Không hiểu. Chú thấy con là người rất là linh hoạt. Nói nhiều, nhanh nhẹn, sóng sáo. Vậy con có luôn luôn tạo những cái điều gì đó thú vị cho vợ con không? Dạ con làm bất ngờ suốt. Vợ con là người hiền hòa và cái cảm xúc không có thể hiện trên mặt. Con trong cuộc đời con á, bất kỳ một cái lễ gì, ngày gì đó mà nó quan trọng một xíu thôi là con làm cho nó tưng bừng liền. Ý là làm cho ăn uống hay là làm tặng quà kia. Thí dụ là... sinh nhật thì sao? Kỷ niệm ngày cưới con làm những điều gì? Dạ, ý là con làm bó hoa người ta gửi tới, bó hoa là bự, vừa tặng cái mặt đơ. Không, dạ, đâu có đơ. Cảm ơn luôn. Không cảm ơn. Dạ. Hình xong đem đi cất luôn. Đâu có mặt sao đâu, cái mặt con sao đâu? Ví dụ thì cười cái người chụp hình xong rồi đem đi cất. Vậy cái này thay đổi được nè. Chứ để chồng nó tụt mút hoài. Tại vì con là người ít nói á, chỉ hành động thôi chứ không có bao giờ nói là yêu thương với chồng á. Thôi bây giờ con không nói cũng được nhưng con phải hành động. Con nhảy lên con đu cổ nó cũng không được một cái ví dụ vậy. Hôm đó con mua cái xe tặng vợ con bất ngờ. Thì mua xe về, thứ nhất là không vui, thứ hai là không ưng luôn. Con phải biết gọi là đôi khi con phải biết giả dối cái cảm xúc của mình một chút. Con hiểu không? Là bộ vui cho ông tặng nữa. Đúng rồi. Nhìn như một nàng tiên nữa. Một nàng tiên xám. Rồi hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Minh Quang. Năm nay em 23 tuổi. Em là nhân viên IT. Quang, 23 dạ. tuổi. 23 tuổi mà đã có vợ rồi hả? Dạ. Vậy dạ. là gương bao nhiêu? Dạ, em tên là Thảo Trâm, em năm nay cũng 23 tuổi. Rồi, hai đứa trẻ quá. 23 tuổi cao, bao nhiêu? Em cao mét mấy em? Dạ, em cao mét 4. Dạ. Rồi chồng dạ. cao bao nhiêu? Dạ em cao mét 71. Trời ơi. Anh đứng cái em thì anh cao hơn em nhiều. Dạ. Ủa, Trân là làm nghề gì? Dạ, em kinh doanh mỹ phẩm á. Trân là người Huế hả? Dạ, em người miền Nam nhưng mà ba em là gốc Huế. Em biết nói tiếng Huế không? Dạ biết ạ. Cái khuôn mặt của em mà em nói giọng Huế nữa thì là coi như hoàn chỉnh luôn á. Dạ, dạ, dạ em xin nói một câu nhỏ. Đúng rồi, em giới thiệu một lần nữa về mình bằng tiếng Huế. Dạ, em tên là Thảo Trâm, năm nay em 23 tuổi và em làm kinh doanh mỹ phẩm. Sáng mai em có thích nghe vừa em nói tiếng Huế không? Dạ có. Thôi hai em là quen Trân trong trường hợp nào? Dạ, cách đây khoảng 4 năm thì trường em có tạo một cái buổi bạc ti á, thì vô tình gặp Trâm. Dạ, thì ấn tượng đầu tiên của em về cái anh này là một cái ngoại hình rất là buồn cười. Tại vì lúc đó anh ốm lắm, anh mới có khoảng tầm 50kg thôi. Mà anh mặc một cái áo thun hình bamboo màu xanh lá cây. Nhìn dễ thương nhưng mà với cái quần thì lại quần jean màu xám xám với lại một cái đôi giày bata. Em, thì trông nó rất là buồn em cười. Em lại thấy cô này nhỏ quá đi. So với mấy bạn cùng lứa thì ai cũng to. Thấy cô này giống như là nấm lùn vậy. Mình thấy mình dễ thương. Lúc đó thì cũng muốn xin số điện thoại nhưng mà thấy cô này cũng hơi chảnh chảnh. Rồi lần sau thì quen biết với nhau. Dạ sau đó khoảng một tuần thì lúc đó em bị thất tình. Nên nhớ lại là lúc trước mình có xin cái số điện thoại cô này nên em nhắn tin làm quen thử coi như thế nào. Mình cũng có ý là trong cái đêm đó là em đã xin số điện thoại được của Dạ đúng rồi. Anh này về cũng không có nhắn tin liền. Thì từ cái buổi đi chơi đó thì một tuần sau anh mới nhắn tin. Nhắn tin với nhau khoảng chừng một tháng. Thì anh ấy rủ đi chơi. Tối hôm đó thì anh ấy rủ ra cầu Ánh Sao. Thì hai đứa nói chuyện một hồi thì anh ấy mới chụp tay em lại. Rồi em quay mới, sang. Em mới nói là Trâm làm bạn gái Quang nha. Cái cô này vùng vàng cô này kêu cho Trâm thời gian suy nghĩ đi. Có nắm tay giật ra. Em có nắm không? Có, em nắm chặt lắm. Nắm sao đâu, giật đi. Đó, cô giật ra phủ phàng. Tôi kêu cho Trâm thời gian suy nghĩ đi. Chứ mình mới quen nhau chưa đủ thời gian. Suy nghĩ bao lâu? Dạ, suy nghĩ thì trong một tuần đó thì anh này lên tấn công liên tục. Thì cứ đi qua chở em đi học rồi chờ em về rồi đón em về suốt một tuần đó. Thì cũng cận đến Noel thì đúng cái bữa Noel gần thì tới Noel là coi như là em chơi tuyệt chiêu cuối luôn. Knock out luôn đúng không? Là em mua một cái món trang sức cho cô này. Là cái gì? Là cái vòng đeo tay. Phải không? Dạ không, dạ, cái vòng nó cất rồi ạ. Thì em tặng cho cô này và em lại nói thêm một lần nữa. Dạ. Em làm bạn gái anh nha. Thì có giật không hay là đưa? Dạ không. Đeo đi. Dạ đưa đeo luôn rồi. Dạ. Cái lúc đó là cách đây là bao lâu rồi? Dạ khoảng 4 năm. 4 năm. Dạ. Thế thì bao lâu thì tụi em mới lấy nhau? Dạ yêu nhau được khoảng 2 năm thì tụi em lấy nhau. À nghĩa dạ. là tụi em đã kết hôn được 2 năm. Dạ đúng rồi. Rồi trong cái thời gian yêu thì có cái chuyện vui gì không? Nói rằng như là vợ em có ghen không? Trong thời gian yêu thì lúc đó là em vẫn còn học đại học. Thì vô tình em hack được cái tài khoản Yahoo của bà xã. Thì thấy được bà xã có chat lại với người yêu cũ thì lúc đó mình không còn cái gì mà mình diễn tả được nữa. Cái thời điểm đó là đã quen nhau rồi. Mấy năm? Dạ cũng phải là 6 tháng. Lúc đó là đã về nhà ở chung với ba mẹ em rồi. À
Tức là đã về ở chung với lại gia đình bên đây rồi. À, là tụi em có sống thử trước. Dạ, thì khi mà quen nhau được khoảng 4-5 tháng thì anh có xin phép về nhà chơi. Thì trong cái dịp Tết đó là thôi em xin mẹ cho anh về dưới nhà chơi đi. Thì đêm khoảng tầm 27-28 Tết thì em có xin mẹ là thôi mẹ ơi cho con dẫn bạn về chơi. Tết này chắc khoảng mùng 3, mùng 4 gì đó bạn con về. Thì mẹ em cứ nghĩ là con gái thôi chứ chưa bao giờ em dẫn bạn về nhà. Thì em có kêu là mẹ dọn cái phòng khách cho bạn con ở. Thì mẹ em mới kêu là thôi hai đứa ở chung phòng đi chứ ở phòng khách làm gì cho phiền phức. Dạ thì em mới kêu là dạ không được mẹ ơi bạn trai. Thì lúc đó mẹ em mới té ngửa ra là có người yêu rồi. Ồ, vậy dạ. Hả? Thì dạ. Lúc đó thì sau cái buổi đó thì coi như là em nói với mẹ là nói thôi mẹ nói với nhà bên chăm cho lên nhà mình ở đi chứ thứ nhất là đưa đón xa quá, hai sợ mất người yêu nữa, người yêu dễ thương quá mà. Anh hỏi là dạ. Khi mà em nói điều đó ra với mẹ em, dạ. Mẹ em đồng ý liền không? Dạ, mẹ em thính thương con trai mà cũng đồng vậy ý. Đó. Dạ có. Ước gì mà có mẹ em ở đây thì anh sẽ hỏi mẹ em. Dạ có mẹ em ở đây. Để xác nhận. Có không? Dạ có. Có không? Có mẹ, dạ, đâu. Có. Mẹ đâu? Mẹ ngồi dưới. À, rồi hơi chào chị. Mẹ đó hả? Trời dạ. Mẹ tưởng chị không à. Sẵn đây hỏi thăm chị ha. Trâm về sống với nhà mình thì cái cảm xúc của mẹ như thế nào? Nó mua một bịch trà Thái về. Nó nói mà mẹ ơi con nói mẹ cái này cái gì xin tiền mẹ hả? Bà không, mẹ cho bạn gái con về nhà ở. Thì lúc đầu là rất đắn đo. Sau bé này đến nhà thì thứ nhất là thấy ngoan. Xong mình bảo thôi được rồi để bác nói chuyện với ba mẹ con. Lúc đó mới điện thoại lên cho ông bà Xui bây giờ đấy. Thế thì ông bà Xui mới bảo thôi thế thì được, như thế thì gia đình em cảm ơn quá. Thế là mới dọn cái phòng của con trai để cho con dâu bây giờ ở, con trai lên sân thượng ở. Ồ vậy à, trời ơi. Tức có nghĩa là nhất bên trọng, nhất bên khinh vậy đó. Tức có nghĩa là vẫn ở là riêng, ở phòng riêng hả chị ạ? À? Ở phòng riêng. Nhưng mà lúc đó mẹ có lo không? À, mẹ nhiều khi lại đi chợ, chợ búa rồi nữa. Thật sự là không có lo sợ không? Không có, lo thì tất nhiên người mẹ nào cũng phải có một cái lo lắng cho con cái. Nhưng mà thật sự là mình tin ở hai đứa con. Thì sau một thời gian thì thấy có thể phải đi đến cái hôn nhân thôi chứ không thể để như thế được. Thì hai đứa ra trường và con trai đi làm được một năm và cưới vợ. Có nghĩa cái thời gian mà bé Trâm mà ở trong nhà mình là bao lâu? Trời ơi, siêu vậy đó hả? Một năm mà giữ được siêu vậy đó. Cái vấn đề là chị là nói với Quang là phải giữ, phải cẩn thận, đừng có đi nhầm phòng, chuyện đó là chuyện dễ. Rồi cái chính là chị căn dặn với Trâm như thế nào, chị sẽ dặn như thế nào? Hai bác cháu mới tâm sự. Mà cái mà quý nhất á là cái gọi là ngàn vàng của con gái. Thì con phải giữ được cái đó, chồng nó mới yêu thương. Và mình cũng có một cái gọi là cái giá của mình á. Thì Trâm Vân dạ thấy cô nàng này khi mà Minh Quang nó cợt nhã trong nhà thì cô này nghiêm mặt lại. Anh đừng làm như thế trước mặt mẹ. Nhưng mà không biết sau lưng mẹ có thế không, không biết. Vậy là Trâm là rất nghe lời mẹ em. Dạ. Mà nói gì nói chứ lửa gần rơm lâu ngày nó cũng cháy. Mà cái lửa mà nó gần rơm hoài mà cái rơm nó bị tưới nước lên hoài không cháy được thì sao? Thì trong quá trình một năm Trâm ở nhà em á thì em chịu hết nổi rồi cái em mới nói thôi giờ cưới đi cho hợp thức hóa luôn. Có nghĩa là trong một năm trời đó, dạ, là em chịu hết nổi đúng không? Dạ. Em chịu hết nổi về cái chuyện là do Trâm giữ gìn hay là do mẹ em căn dặn em? Dạ là do bản thân em tự kềm hãm. Cả ba. Do cả ba mà do Trâm là nhiều hơn. Tại vì cứ một lần tới đụng là cô nói là em ở nhà anh mà giờ lỡ có chuyện gì rồi em khó coi khó nhìn mặt rồi ba mẹ em sao. Thế đó mà em mới kêu thôi như vậy thì mình cưới luôn đi. Mà Trâm ơi, dạ. Dạ. Em ở nhà đó mà em có bị hoài không? Dạ biết anh. Dạ, em đang đóng cửa trong phòng thì anh này xuống gõ cửa. À, em ơi mở cửa nói cái này nè. Anh nói cái gì? Thì anh nói cái này thôi, nói xong rồi anh đi lên. Thôi anh ở ngoài đi anh nói vậy đó, đứng cửa anh nói đi chứ. Em trong này em nghe rõ lắm. Thì anh này cứ đứng một hồi không được, bắt đầu hậm hực. Thì bữa thì đi lên sân thượng nằm, bữa thì chạy xe vòng đi chơi trong cái thái độ mà rất là tức tối. Nhưng không là gì được. Đó là buổi tối nè. Dạ ban ngày luôn, tại vì ba mẹ đi làm nguyên ngày á, hầu như là cứ 2-3 bữa là xuống. Trời ơi, là sống được nha. À, nữ ở dưới nam trên lầu người ta nói ba mẹ đi vắng hoài á, trời ơi nó không xách xe chạy vòng cũng ngủ không. Vậy là cảm ơn mẹ. Dạ. Tại vì mẹ dạy mẹ giáo dục con vậy là quá hay chứ, còn đúng là chị cho mà cả lửa cả rơm nó ở sát bên nhau vậy mình không quản quản như vậy thì quá hay đó. Rồi sau khi cưới về thì bây giờ có phát hiện là anh này có điều gì xấu không? Dạ sau khi cưới về thì nó không còn màu hồng như hồi yêu nữa. Nói đi.
bây giờ đến chuyên mục giặt mặt mà. Chương trình đặc sắc của ta là cái chuyện cái phút này nè, đó, nói đi. Dạ, quý về thì anh này mỗi lúc một nóng tính hơn và hay la những cái việc lặt vặt. Thì ví dụ như là đi ra xe mà quên nón với khẩu trang, kêu ở nơi đứng đợi em chút xíu đi, em vô em lấy nón, em lấy khẩu trang. Có nhiều đó mà cũng quên, đi tới đi lui có nhiều đó mà cũng quên. Người gì mà bất cẩn hậu đậu quá vậy? Tại vì cái đó em đã nhắc nhiều lần rồi mà cô này cứ có tính hay quên như vậy. Chứ mình đâu có muốn la vợ mình đâu. Còn gì đâu. Dạ, cái thứ hai nữa là từ khi mà cưới về khoảng được nửa năm thì tụi em có từ Sài Gòn về tỉnh để làm quán bán. Thì anh này nhậu rất là nhiều, hầu như là đêm nào cũng đi, còn nếu như mà ít là khoảng 2-3 bữa đi một lần. Mà nhậu thì không nhậu sớm, 9 giờ đêm bắt đầu nhậu. Bữa nào mà về sớm là 12 giờ đêm. Tính của em thì không có chồng ở nhà không ngủ được. Em có nói là anh ơi đừng có đi nhậu thế này nữa, nhưng mà anh không nghe. Thì hai vợ chồng lại tiếp tục cãi nhau những cái chuyện như vậy nữa. Thường thì là những ông chồng mà khi mà nhậu xỉn vô đó, cái này anh không biết là quan như thế nào. Đôi khi mà người ta không kiểm soát được cái hành động cũng như lời nói của người ta, thì đôi khi là hay lôi những cái chuyện cũ ra nói. Dạ đúng rồi, anh này thì chuyên gia cứ nhậu bữa nào mà xỉn lắm á thì về nhà ngủ thôi, không nói gì hết. Còn bữa nào mà xỉn hơi á thì bắt đầu về là hồi xưa em lăng nhăng với người này, em lăng nhăng với người kia, em chắc chít này nọ, là lôi hết chuyện cũ ra thôi. Chồng em là dân IT nữa. Dạ. Rồi có khi nào mà cài phần mềm gì vô máy em không? Dạ có. Khi mà hai đứa đang quen nhau thì anh này sau cái đợt phát hiện em chat với người yêu cũ thì có cài phần mềm vô điện thoại của em. Tức là ai nhắn tin tới cho em hoặc là em gửi tin nhắn đi cho ai thì nhảy qua máy anh này. Gần nửa năm trời em mới biết được cái việc đó, là em rất là giận. Là bữa đó vô tình là hai cái điện thoại để gần nhau, thì điện thoại em bạn em nhắn tin tới thì kêu cái teng, rồi điện thoại anh này cũng kêu cái teng. Em kêu ủa sao hai điện thoại tự nhiên nó lại kêu cùng một lúc như vậy. Thì em mới lật điện thoại anh này lên thì em mới thấy là hai tin nhắn là y chang nhau, là cùng số gửi. Dạ. Thì em mới giận quá, em kêu anh này vậy là tại sao anh lại không tin tưởng em, tại sao anh lại làm những cái việc như vậy. Mình yêu nhau cũng lâu mà sao anh lại cài phần mềm thế này thế nọ. Em là không có đồng ý, em rất là buồn. Thì anh này vẫn tỉnh bơ, không trả lời gì hết à? Dạ, cái đó là phương án của em. Phương án? Tỉnh như là không có chuyện gì xảy ra. Mà tại sao em phải làm vậy, em không tự tin bản thân mình à hay sao? Tại vì lúc mà trước khi cưới á, là em có phát hiện ra là cô này chat với người yêu cũ. Xong rồi từ đó em đặt cái mối nghi ngờ, em thử coi cô này có còn ai nữa không. Nên em thử cài đặt mà mình cũng test thử cái phần mềm mà của mình làm ra luôn. Mà cái đó nguy hiểm lắm á. Gọi là nghe lén. Thông tin cá nhân là dễ bị vi phạm pháp luật lắm đó nha. Yeah. Bỏ chưa? Bỏ đi. Rồi. Rồi bây giờ tới quen đó. Sau khi cưới về thì bà xã em có cái tính hay quên hơn. Mà đặc biệt một cái á là khi mà hai bà chồng xảy ra xung đột hay tranh cãi á thì Trâm cứ im lặng. Tới khi nào mà em hết chịu nổi rồi em la lên thì cô ấy mới bắt đầu suy nghĩ rồi nói. Còn gì nữa không? Dạ không, Trâm gần như hoàn hảo rồi. Chỉ có hoàn hảo nếu là hoàn hảo vậy thì chắc đâu có mong muốn Trâm thay đổi điều gì á. Dạ chỉ mong muốn Trâm thay đổi một điều là khi mà em nói Trâm hãy nói chuyện với em. Vậy chị hỏi lý do tại sao Trâm lại không nói? Không phải là em không muốn nói mà tại vì anh này rất là nóng tính. Khi mà em nói cái gì ra mà anh này không vừa ý là anh nạt lại liền. Khi đó là mình cảm thấy là thôi thì mình nhịn đi, mình nhịn cho nó qua chuyện đi, chứ mình nói rồi hai vợ chồng lại cãi nhau lớn tiếng không có hay. Khi nào mà em tức quá em kìm nén không nổi thì em mới nói một vài câu xong rồi thôi. Vậy em có mong muốn chồng em thay đổi là mỗi lần tức giận lên chồng em đừng nói gì không? Dạ không, thì em vẫn muốn anh nói ra những cái điều mà đang tức tối trong lòng. Ví dụ như là muốn em thay đổi cái gì là anh phải nói ra. Nhiều khi mà anh tức em thì em hỏi là anh ơi có chuyện gì vậy, thì anh quay qua tự hiểu đi. Em không có biết chuyện gì đâu mà tự hiểu. Thì anh cũng phải gườm gườm mặt cũng 1-2 tiếng đồng hồ sau thì anh mới chịu nói với em. Thì nhiều khi như vậy em cảm thấy rất là buồn. Chị nghĩ rằng những cái mong muốn của vợ em đối với em á, chị nghĩ là chính xác. Tại vì thực ra em nghĩ rằng á, lúc mà em nóng lên mà Trâm nói đôi co với em á, thì em nghĩ rằng cái việc đó nó mau kết thúc cái phần mà tranh luận. Nhưng mà biết đâu chừng á, nếu mà Trâm mà nói qua nói lại thì cái xung đột nó bùng nổ hơn nữa, tại vì tánh em nóng á. Yeah. Đó thì chị thấy là nếu mà nói về sữa đó thì bên đây sữa nhiều hơn bên đây. Thôi đừng có nạt vợ mình. Một người vợ nhỏ nhắn như thế này rồi mình lớn rồi, nạt nữa thì tội nghiệp nghe. Yeah. Rồi cảm ơn em. Dạ yeah. À, hai bé à, đó. Vợ chồng rất là đẹp đôi chị ơi. Đấy, người quen của chị. Con rể tôi. Dạ. Yeah. Con rể út của tôi. Rồi mời hai em. Dạ, em xin được chào anh Hồng Thuận. Em được chào không sao. Dạ. Em xin được chào anh Quốc Thuận. Em xin được chào mẹ Mai. Đã, mẹ Mai. Mẹ Mai. Mẹ Mai Hường Dân. Dạ. Em là Phạm Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Ừ. Ủa nhưng mà là sao con rung dữ vậy? Dạ, con không có việc gì con phải rung hết trơn á. Con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Dạ. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em. Dạ. Em đóng đúng không? Đúng rồi. Bay về rồi. Dạ.
À. À, lúc đó thì em còn song song em còn quay phim Cả một đời ân oán nữa, tức là lúc đó em song song quay hai phim cùng lúc. Cả một đời ân oán luôn cái lúc đó đó. Rồi, cực khác, em, hai năm trời. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Vận ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, em quê ở Lai Châu ạ. Lai Châu. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Con cứ việc gọi cô bằng bạc bằng cô cho giống chồng đi, coi như gái có theo chồng đó. Con muốn gọi chú Thuận cũng được, anh Thuận cũng được, không sao cả đó. Nghe gọi sao chú cũng nhận hết á đó. À, Quỳnh là nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi ạ. Bé này là 33 tuổi. Cha lớn nhau sắp sắp có hai con giáp, có một con giáp. Có một con giáp thôi. Sắp sắp có một con giáp nè. Đã chính xác thì là 32 tuổi ạ. Nếu tính tuổi mụn là 33. Là 11 tuổi ạ. Nhưng mà có 11 thôi, đúng không? Xít một con giáp. Thì đó sắp sắp một con giáp đó. Thôi cứ nhận đại đi con, vấn đề gì. Không sao cả. Miễn sao mà coi như là hợp nhau. Nhưng mà Tuấn nó trẻ. Trẻ quá. Tuấn trẻ lắm. Cha, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Em đoán đó chị. Sao con nói quen trong đoàn phim, nghĩa là Tuấn nó đi quay phim, bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi, và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá, và lúc đang quay thì con bé này ra dặm mặt dặm phấn thấm mồ hôi, thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt 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 và thích nhau và cua nhau và quen nhau luôn, đúng không? Tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi, đúng không? Không đúng ạ. Đấy, em coi như em bị tước bằng, mới được có cái bằng cầm trong tay mà chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi. Lấy bằng lại luôn. Lấy lợi luôn. Đâu sao bây giờ hai đứa quen nhau, kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào gặp nhau? Cơ duyên hai bọn em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm một chương trình event. Thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều, bởi vì là vợ em đeo khẩu trang make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, bạn rất là cao, và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Nhưng mà cô hỏi này, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con thấy xuất sắc đúng không? Đẹp make up cho Tuấn á. Đúng rồi, make up mặt nó rất đẹp. Make up đẹp xuất sắc, tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà ạc luôn á. Dạ. Vậy đó. Thì á là con đầu tiên là con cảm thấy con vừa là thấy là con thấy sung sướng không? Đẹp này. Chưa nữa nè. Ánh mắt của bạn ấy lúc nhìn vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà lúc mà make up cho con thấy phê không? Khi mà cái tay bắt đầu. Lúc đấy chưa phê lắm, nhưng mà chỉ cảm thấy là đã có một cái gì đấy, mình có một chút cảm tình từ cái ánh mắt rồi. Tại vì cái lúc mà mình make up mà đưa mặt ta đó là cái người make up đó là sẽ nằm ở trên nè, và hai mắt là sẽ chạm nhau, bốn mắt chạm nhau. Không phải trên dưới mà ngang. Đẹp lắm đúng không? Lúc đó là còn xíu xắn rồi. Cũng có sao xuyến nhẹ. Còn Quỳnh thì sao con? Khi mà con biết, lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết đó anh Tuấn chưa? Lúc đấy con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Có không Quỳnh? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Thực ra là lại còn như thế này, có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà vì sao con biết là không phải? Là sao? Bởi vì chả xem phim nào của con đó mà chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thắm ai thôi đúng không? Có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Con xem chỉ phim một vài phân đoạn thôi. Con xem cả một lời ân oán đúng không? Nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là em hâm mộ anh lắm. Em gọi là thần tượng anh lắm. Big fan, đúng rồi, big fan của phim nào của anh cũng xem. Hóa ra xem một vài phân đoạn của một bộ phim. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó vào, nó gặp anh nó nói vậy để cho đỡ, có phải bị áp lực nè, đúng không? Không, nhưng mà con thì sao? Lúc mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy. Có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Không, nhưng mà nè, lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời, với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không? Và gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt đó, thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thôi ạ. Hơi thích thôi đó. Vâng. Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích rồi đó. Nhưng là cả hai đứa gặp nhau đều hơi thích thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu?
Sau đó chứ sau đó bao lâu? Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi là chủ động một hai liên lạc liền rồi đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Tại lúc đấy các con, em đi con chở xe máy hả? Con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì style đồ của vợ con là như thế nào? Thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là sau hôm đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con ấy. Nó cũng bớt thích đi một chút đấy. Cô ấy, cô người ta mới 21 tuổi mà. Rồi, lúc đó là mới 20 đúng không? Đâu, lúc đó là cách đây mấy năm rồi. 20. Vừa bước đúng không? Vừa chuẩn bị bước qua 20. Lúc đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 á. 19 mấy? Gần bước qua 20. Ủa thế lúc đó là con chưa có bồ luôn ấy. Vâng. Thì lúc đó là con chưa có bồ luôn. Chưa có bồ luôn. Thế là gặp bạn này luôn. Dạ. Bạn này mối tình đầu luôn không? À không, tức là cái khoảng thời gian mà thời gian đến với cả bạn ấy thì là Quyết đang tự do. Đúng rồi, đang tự do. Là lúc đó là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay sao? Là con quay xong rồi. À đã quay xong cái gạo nếp rồi. Dạ vâng. Ồ. Nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại không đấy là con bớt cái hứng thú. Mùa đông ạ. Em nhớ là hồi đó là tháng 11. 12. Cuối tháng 11 gần đầu tháng 12. Đông rồi, đông rồi. Vâng, thì nói chung ăn mặc rất là kín đáo và make up thì cũng không rất là gần như còn không make up luôn. Thì tức là đi chơi rất là kiểu bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên, tức là được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện. Khi mà mỗi lần gặp nhau thì rất là đời thường, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bữa đó là Tuấn đến đón cổ hay là dạ, hẹn vâng nhau lúc đó đón đến đón có gặp phụ huynh không? Dạ không ạ. Tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận Lai Châu lận, tức là rất là xa. Ở trên này ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Bạn ấy ở nhà trọ. Thì vợ em đấy thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn. Và sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn nghiêm, rất là trong sáng, tức là nghiêm túc và trong rất sáng nghiêm túc, kín rất trong cổng sáng cao tường. Dạ. Tháng 11 gần tháng 12 rồi mà hở hang nào được, tại vì viêm họng có chết mà đi phổi nữa rồi đấy. Rồi sao rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không, hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Tức là có, tức là sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi đấy, đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Thì mình cũng rất là lúc này cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy là con rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Là trong không, sáng rất là trong sáng ạ. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn là ôi sao trong không, trong đầu mặc, mình vợ em mình có mặc áo khoác mà không áo khoác, nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong, tức là đồ ngủ đấy, nhìn thấy hết các đồ trong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này, sao lại mẩy nhở, sao mẩy mẩy tiếng Bắc á, mẩy mẩy nó dẫn á, mẩy nhìn nó hấp dẫn. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ, sau đó thì cũng rồi sao mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Rồi ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ôi ông đóng phim ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ cái gì không? Lúc đấy thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi. Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều. Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không, tí anh lại phải đi quay tiếp. Thế là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Sau đó là chính thức yêu nhau. Chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. À không, sau đấy là em có phải đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Chà, đêm đó chắc Quỳnh khó ngủ lắm luôn. Mình nhớ nhung ảnh luôn. Khó ngủ. Rồi hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến mấy giờ? Con quay đến muộn, đến 11:30 12 giờ. Còn tại sao không? Sao con quay về, không quay về phòng trọ? Mà lại quay về nhà mình. Mệt quá rồi. Thôi ta về nhà ta thôi. Vừa là mệt và thứ hai nữa là
Ở Hà Nội thì gần như là con không đi đêm. Từ rất là lâu rồi, từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó, mà con cảm giác như là sau khi mà mình không về thì bố mẹ rất là lo, và mẹ con thì lại có nhiều bệnh. Và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn, mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội là vì là mẹ con bị bệnh. Và mẹ con bị u nang màng não. Tức là trước đấy mẹ con đã mổ u ngực 2 lần rồi. U ngực là u lành, sau u ác, và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn. Rồi là đến khi mà cái chuyện mà mẹ con bị u nang màng não nữa thì con quyết định là ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác, chuyển qua. Không thể nào mà làm việc xa nhà nữa. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ, và cũng là muốn là một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ, đúng không? Rồi sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? Thực ra thì sau đó thì em cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều, thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con cũng muốn là đưa bạn đi về nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa, cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở mà bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo, cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì ở nhà trọ. Nhà trọ. Thế là mẹ vui không? Lúc mà mẹ gặp con đưa quần về mẹ vui đúng không? Dạ. Xinh xắn quá cơ. Nhưng mà không, nhưng mà thực ra là Tuấn nó rất là nghiêm túc á trong cái việc mà đi làm, cũng giống như là trong các mối quan hệ trong anh chị em trong đoàn. Tại vì suốt 2 năm ròng rã với tụi nó mà. Ở trên đứa nào như nào là cô biết hết. Đấy. Thế thì coi như là về thì mẹ cũng vui. Thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau 1 năm ạ. 1 năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố ạ. Vì biến cố là chung là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con, và bản thân con cũng thế. Trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cái ấy. Cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi là vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ là nhận nhau đúng không? Dạ. Sao thì, vậy sao vậy, cho Quỳnh nó nói coi. Quỳnh, tại sao vậy con? Lỗi to lắm cô ạ. Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn, thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được 1 năm. Thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong rồi thế là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Vâng, lần đấy là căng thật. Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Dạ, cũng hay là im luôn? Cũng có, tức là 2 ngày đầu tiên thì im, đến ngày thứ 3 cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá. Thì vợ em mới bảo là hôm nay chiều nay về lấy đồ nốt đi. Thì lúc đấy là có nghĩa là dọn nhà đi luôn á. Đúng rồi, tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà. Thường là như vậy mà, cãi nhau rồi giằng co rồi thế này thế nọ thế kia để ông lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là mình thả để là làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài. Thì cũng thả một thời gian cũng đâu đó khoảng tầm. Ủa, nghĩa là đi về rồi là phát hiện là có em bé hay sao? Không, tức là thế chú không hiểu à? Ôi rồi anh phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu. Tức là trước khi cãi nhau, thả rồi và đấy thì lại không được, rồi là dẫn đến cãi nhau các thứ, là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là không quen nhau nữa. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui ạ. Nó dồn nén nhau cả 3 ngày nó không hoạt động gì. Thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết, tức là không. Nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa. Không, nhưng mà bây giờ không thế nào. Dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi nè. Bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi, đúng không? Dạ. Chứ Quỳnh nó quay về nó lấy đồ thì không thể nào mà nó đồng ý liền. Thì đúng rồi. Là bạn này phải có một cái thành ý. Và cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào? Quỳnh. Anh tự kể đi. Lúc đấy là em còn quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống em xin lỗi. Đâu em nói sao đâu. Lúc đấy là
em thực sự là em bảo lúc đấy em có nhớ là em chỉ là em nhớ mang máng ấy, và anh xin lỗi bởi vì anh biết là mình đã sai và cái việc mà xảy ra thực sự thì rõ ràng thực sự thì anh không có ý gì cả nhưng mà rõ ràng là anh đã sai rồi và anh mong là em bỏ qua cho anh bởi vì thực sự thì chúng mình đã muốn đến với nhau, tức là không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn tiến tới hôn nhân. Thì em cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và thà thiết chân thành quá, sau đó đóng cửa tức luôn. Khổ thân thằng Tuấn, tức là hôm ấy là nó bấm like thôi nhưng mà cái tay nó to quá nên nó đè sang cái chỗ cái tim chứ không có phải chủ đích là bấm tim không. Hay thả tim lắm cô ạ. À, bây giờ là cái tài khoản nó chắc là bị xóa luôn rồi đúng không? Chắc bị chặn rồi. Chặn rất nhiều rồi. Chặn luôn quá đi. Rồi khi là lúc mà có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn, đúng không? Dạ vâng. Tức là đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất là nhiều giai đoạn, rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện kiểu yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ giục là thử đi. Đến lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Vâng. Lúc nhưng đó mà mấy tháng rồi con? Dạ bây giờ em lúc bút thử hai vạch á. À lúc đấy là mới có 4 tuần. Không nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà đúng không? Dạ vâng. Vui. Là cưới liền. Đấy. Dạ vâng, cưới liền luôn là nắm hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Dạ từ khi mà em cưới vợ này đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi. Thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà lo tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên không làm phim và chỉ ở nhà chăm mẹ con. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Thì đúng đó, thì thực sự đấy lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Mình con cũng nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất là nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo rồi cũng có một cái hợp đồng là với cả bệnh viện các thứ nữa thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó có lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Tức là con cái, những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. À, không hay là con làm con là KOL luôn là quảng cáo sản phẩm rồi đó. Đấy á. Đi chị ta hiểu không? Tự nhiên đụng một cái một ông diễn viên coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Trời hay quá. Và sao rồi vậy là hay rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Dạ. Tả giấy rồi dạ, em bé con á. Dạ. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi. Đấy, 3 tháng nữa là nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nhá. Rồi bây giờ là đã nhận phim lại chưa? Chắc là đến sau năm ạ. Coi như cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm đi. Nếu nhiều khi có thêm đứa nữa thì sao? Nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất không thích có một. Nó vẫn thích có một đứa gái. Nếu bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là có một đứa nữa thì sao? Thì tiếp tục nghỉ nữa hả? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm. Và mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là
thôi mình cứ đi làm đi, có kinh tế rồi là thuê giúp việc rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay bỉm thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều nhìn luôn ngứa mắt, thôi vợ lui ra để anh làm. Là ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất, con là người ru, riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được, giúp việc, cô giúp việc cũng mới cũng không ru được, nhưng mà con lại ru em bé ngủ được. Đấy, nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy, hai đứa là cũng vậy đó. Cũng một tay nhưng mà là anh là vừa làm vừa đi làm vừa ở nhà chăm đấy. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mình nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ, nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, nó có ngược lại thôi. Biết đâu được, có chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ, đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều. Tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế, mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả đúng hơn là một thành quả như ngày hôm nay phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Hạnh phúc là lựa chọn. Thế thôi. Nha. Rồi bây giờ rồi, tới cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Vâng. Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn lôi thôi. Nghĩa là cái từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Tiếp theo là... Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu mỗi lần đi nhậu thì cũng về là cãi nhau ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong á thì là có lèm bèm hay là có em hay là ngủ? Không lèm bèm mà về nhà ngủ luôn ạ. Nhiều lúc có những cái hôm mà con chăm em bé bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Thì con rất là bực mình bởi vì là về thì đấy chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về và đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây. Sau này cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn ạ. Là vừa nghe chồng ngáy và vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, là con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè hay là đi nhậu ăn sinh nhật ăn sinh nhật bạn bè. Có nghĩa là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Còn không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Ủa sao cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ? Lúc yêu thì cũng hơi hơi. Lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bất xong bây giờ bất luôn. Không, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Rồi còn tật gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn á. Hay ngủ muộn chơi game. Ngủ nướng thì thức khuya chăm con hả? Dạ có. Nhưng mà được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn. Thế là ngày xưa con hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Con muốn ra là kiểu anh ngủ sớm đi, ngủ sớm đấy. Thế ngủ sớm thì ai trông con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có ru được con chưa?
thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ, một vài cái sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi. Em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bớt ngủ bừa bộn đi ha. Ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra ít thôi. Lúc vâng, chồng con cũng hạn chế. Rồi bây giờ tới hơn một chút là con tức. Đúng rồi. Rồi. Lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi. Rồi bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm ạ. Ghen rất ghen. Và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì... Cái vụ ghen đó là sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về? Nhiều, nhiều lần ghen dữ dội. Nhưng mà thực ra cũng là vì... Mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá, ngủ mơ thấy là ghen nhá. Ừ, có nhiều bà vợ không đến mức như thế. Vợ con thì chỉ đôi khi là... tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi, bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đến là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những đừng chuyện nhắc cũ là chuyện à. Mình đang sống vì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cay cú điều gì hay ghen với chuyện cũ. Lỗi sai đúng của anh là anh nhắc anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy. Nó vẫn thả tim mà con, nó vẫn thả tim mà. Con bỏ luôn ạ, con cái đấy con bỏ luôn rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi, còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy không nhá. Con bảo là anh không, em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế. Và em cũng kiểu không thích là anh, người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh lướt qua kiểu anh, đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Lướt qua, đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, sao bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, pass điện thoại, tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm. Tức là như vậy là tôi hai vợ chồng em ok là, rồi. Hai vợ chồng em mà không có, gần như là không có cái thật ra, cái gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con này. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi. Thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu. Chuyện cũ là đó, bỏ qua đi. Thế nhá, cô là cô không biết nó đóng những phim khác như nào cô không biết nhá. Nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Là cái thì cô thấy là như Tuấn á, là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là họ không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Vâng. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Vâng. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói à chắc nó có người yêu ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó, thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, chỗ con xinh như thế. Con vừa xinh này, vừa trẻ này, vừa giỏi này. Nổi tiếng mắc nữa. Mắc mớ gì con phải ghen. Bây giờ con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con? Con phải để người ta ghen với con chứ, việc gì con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, không công khai trên mạng ạ. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con lúc biết. Lúc mà yêu thì con cũng có nói cả đấy. Vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình trước, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà những người mà fan họ quá. Nhưng mà đó là trước đây. Dạ vâng. Không, bây giờ thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Trời. Đấy, cho nên con đừng có dại gì mà con ghen nhé. Đó cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Bằng để là ngày xưa. Không, bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè, đó, thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn. Đó. Là mình cũng không có quá lãng mạn.
Mà cũng không có tỏ tình nữa cơ. Không tỏ, có tỏ tình nữa, tỏ tình là tỏ tình. Không có tỏ tình với cô ấy, đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó, thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này, đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đúng rồi. Chưa? Đúng rồi. Đấy, cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy Phật con. Đẹp mà. Thì trong thời gian mà mình yêu nhau này, với nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau, và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Ôi, quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui nữa. một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái ha, trong năm Quý Mão này. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc, để cho tất cả khán giả thấy được rằng các bạn đã có được ngày hôm nay một cái tình yêu, một cái niềm hạnh phúc đẹp như thế này. Đó chẳng qua đó là sự lựa chọn, và hạnh phúc đơn giản là lựa chọn nha. Rồi, xin cảm ơn.